Xin kính chào quý vị và các bạn. Và đúng như đã hẹn ở video trước, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn về những bài học tiếp theo trong cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ. Các bạn có còn nhớ ở video trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bao nhiêu bài học hay không? Chính xác đó là 6 bài học các bạn ạ. Và trước khi chúng ta tìm hiểu về 6 bài học còn lại trong cuốn sách này, thì Bí Quyết Thành Công muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn có biết một ngày tất cả chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phút hay không? Tổng cộng thì một ngày, dù là người giàu hay người nghèo thì chúng ta cũng chỉ có 1.440 phút, không hơn không kém. Vậy thì trong bao nhiêu phút, bạn có thể đưa ra một ý tưởng thực sự đóng góp cho thu nhập, tạo ra giá trị cho bản thân? Bạn có luôn tận hưởng từng giây từng phút hay không? Hay là luôn đặt mình trong guồng quay của công việc và quên mất đi cuộc sống ở bên ngoài? Khi nghe đến con số 1.440 phút thì có vẻ là nhiều. Thế nhưng chỉ cần sao nhãng đi một chút thôi là chúng ta đã vô tình bỏ lỡ mất bao nhiêu thời gian quý giá mà không thể lấy lại được. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tận dụng được thứ tài sản quý giá nhất này của mình? Các bạn hãy cùng với Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và đương nhiên là cũng đừng quên cả 6 bài học còn lại từ cuốn sách Một tuần làm việc 4 giờ mà Bí Quyết Thành Công đã hứa với các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Bí Quyết Thành Công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Hầu hết những thứ con người làm thường nhật lại chẳng mang ý nghĩa nào. Vậy nên hãy dẹp chúng sang một bên. Không những không giảm chất lượng công việc của bạn mà còn tiết kiệm được thời gian. Và bài học số 7 đó chính là thời gian là tiền bạc, gạt bỏ những thứ đánh cắp thời gian và duy trì chế độ kiêng thông tin. Ví dụ, lượm lặt thông tin bằng cách đọc báo tốn rất nhiều thời gian. Hãy tuân thủ theo chế độ kiêng thông tin và tập trung đặt lấy chỉ cần một phần lượng nhỏ thông tin mà thực sự cần thiết cho công việc của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đang thu thập tin tức một cách năng suất nhất. Đừng tốn nhiều tiếng đồng hồ thăm dò một chủ đề trong khi thay vào đó bạn có thể gọi cho một chuyên gia để được giải đáp nhanh chóng, kể cả câu hỏi phức tạp nhất. Việc này tiết kiệm thời gian và thường sẽ đem lại kết quả tốt hơn. Trong một ngày làm việc bình thường, bạn sẽ hay gặp phải những yếu tố đánh cắp thời gian. Các hoạt động hoặc con người đã ngốn mất thời gian vang bao của bạn mà chẳng đổi lại được gì mấy. Dẹp nó đi. Ví dụ như các buổi gặp mặt, nó giống như những hố đen, trong đó thời gian và năng lượng tiêu tan và phần lớn hoàn toàn không cần thiết. Trên thực tế thì thời gian duy nhất thích hợp cho buổi gặp mặt là khi cần sự tham vấn của nhiều người để đưa ra một quyết định. Nếu có trường hợp này, hãy chắc chắn rằng có một chương trình nghị sự và lịch trình cố định để buộc người tham dự tập trung vào mục tiêu và ngừng chuyện tán sóc ngoài lề. Đừng bao giờ dự những buổi gặp mặt mà sự hiện diện của bạn không quá là cần thiết. Nếu buổi gặp mặt vẫn thành công mà không cần có bạn, thì hiển nhiên bạn có thể bỏ qua những buổi tương tự như thế sau này. Nguyên lý này cũng được áp dụng với mấy cuộc tán phét vô bổ với đồng nghiệp. Tránh nó ra và chỉ tập trung vào vấn đề nguy cấp. Khi mọi người tiếp cận bạn, đừng hỏi có khỏe không, mà thay vào đó thì hãy hỏi tôi có thể giúp gì cho bạn. Nói thẳng thừng với mọi người, xin lỗi, tôi chỉ có 2 phút, vậy ta đi luôn vào vấn đề nhé. Với thế hệ giàu có kiểu mới, năng suất nghĩa là gặt hái được nhiều nhất và phải làm ít nhất. Điều này nghĩa là tập trung vào những thứ đưa bạn đến gần hơn với mục đích của mình. Thứ 8. Gạt bỏ những thứ gây nhiễu như email và khiến mọi thứ phải chơi theo nguyên tắc của bạn. Nếu bạn muốn biết xem liệu nhiệm vụ này có thực sự quan trọng hay không, thì hãy tự hỏi, nếu đây là thứ mà tôi làm duy nhất hôm nay, liệu tôi có thấy hạnh phúc? Bất cứ khi nào câu trả lời là có, đặt nhiệm vụ đó lên hàng đầu. Hãy cân nhắc các công việc trong tầm ưu tiên được hoàn thiện trước khi bắt tay sang thứ khác. Trong một ngày làm việc lý tưởng, bạn sẽ đạt được tất cả những mục tiêu quan trọng trước bữa trưa. Đừng bao giờ bắt đầu ngày mới bằng thao tác kiểm tra hòm mail. Hòm mail chính là kẻ cắp thời gian, thế nên hãy dành cho nó ít thời gian nhất có thể. Nếu trong tình thế cần thiết thì cũng chỉ nên kiểm tra từ 1 đến 2 lần một ngày mà thôi. Một lần vào trước bữa trưa và một lần vào buổi tối. Sau đó tiếp tục thói quen đọc mail mỗi lần một tuần. Hãy công khai hoạt động này của bạn. Bạn tạo được một phản ứng tự động và nói với mọi người rằng thời gian của bạn cực kỳ có hạn và cực kỳ quý giá để có thể dành cả ngày đọc mail. Và từ đó cần mất một khoảng thời gian để chờ đợi hồi âm từ bạn. Hãy chắc chắn rằng mọi người không tìm gọi đến bạn chỉ để hỏi những khúc mắc nhỏ nhặt của họ và khiến bạn cứ liên tục mất tập trung. Hầu hết mọi thứ đều có thể xếp hàng chờ đợi để được giải quyết. Cứ để mọi người để lại lời nhắn cho bạn qua email hoặc là ghi âm giọng nói vào hòm thư điện tử.
và rồi kiểm tra chúng một khi những công việc quan trọng nhất đã làm xong. Chỉ có những thứ khẩn cấp mới xứng đáng để làm phiền bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể bó các nhóm công việc với nhau, dành hẳn một khoảng thời gian cố định để xử lý một loạt mấy thứ vụn vặt chất đống trong danh mục thứ phải làm của bạn, thay vì cứ để chúng làm phiền bạn liên tục trong lúc mà bạn đang tập trung cho công việc quan trọng. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người đang phải chịu cảm giác mệt mỏi, đau khổ hay là tủi thân và khó chịu trong cuộc sống, từ người thân, bạn bè, cuộc sống hay là người bạn yêu. Và nó giống như là một quả bom nổ chậm, hoang mang và sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Nhiều khi họ chỉ mong muốn mình có được một cuộc sống tự do. Cuộc sống tự do là cuộc sống mà ai ai cũng mong muốn có, đúng không nào? Nào là được thoải mái làm những gì mà mình thích, đến những nơi mà mình muốn, ăn theo sở thích, gặp bất cứ ai hay là sống theo cách của mình. Các bạn có sẵn sàng để tiến tới một cuộc sống tự do và thoải mái hay không? Cuốn sách Một tuần làm việc 4 giờ chính là tiền đề để chúng ta có thể thực hiện những điều đó. Và với 12 bài học đúc kết từ trong cuốn sách này mà Bí Quyết Thành Công muốn gửi tới các bạn, thì tôi tin rằng nó sẽ thay đổi hoàn toàn kiếp nô lệ bằng giấy văn phòng và giúp các bạn có thể sống một cuộc sống trọn vẹn mà như các bạn mong muốn. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 9 trong 12 bài học từ cuốn sách này rồi. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với Bí Quyết Thành Công hoàn thành nốt 3 bài học còn lại nhé. Cụ thể thì 3 bài học cuối cùng đó là gì? Chúng có thể giúp ích gì cho cuộc sống tự do của chúng ta? Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn muốn kiếm sống mà chỉ cần làm việc vài tiếng một tuần, thì bạn cần phải có một nguồn thu nhập tự động. Điều này nghĩa là bạn để người khác làm và đầu tư thời gian của họ cho bạn, thay vì chính bạn phải làm điều đó. Và bài học thứ 9 mà chúng ta có thể học được từ cuốn sách này, đó chính là thành lập một doanh nghiệp đem lại nguồn thu nhập ổn định và vận hành trơn tru mà không cần bạn có mặt. Ngày nay, không khó để có thể thành lập một doanh nghiệp hoạt động tốt mà không cần sự can thiệp của bạn. Quy định công việc nào cần thiết cho doanh nghiệp vận hành trơn tru, phân loại nhóm công việc và tìm kiếm một chuyên gia điều phối ở mỗi lĩnh vực. Ngày nay, hầu hết mọi thứ đều có thể được cung ứng linh kiện từ các nơi khác nhau. Có nhiều công ty chỉ chuyên về một mảng trong rất nhiều mảng lớn như là khâu sản xuất hoặc là vận chuyển, hay là cung cấp dịch vụ hậu mãi. Kể cả những công việc không ngừng biến đổi cũng có thể được cung cấp chuyên môn hóa như vậy. Ví dụ trợ lý mạng máy tính từ Ấn Độ thường là nhân công rẻ mà lại có chuyên môn cao. Một trợ lý nhân lực như thế có thể làm gần như mọi thứ mà bạn thường xuyên tự làm. Chỉ cần công việc và mục tiêu vạch ra rõ ràng, họ hoàn toàn có thể giải quyết mọi vấn đề mà không cần bạn giúp đỡ. Bằng việc thành lập doanh nghiệp mà trong đó mỗi thao tác đều được phụ trách riêng biệt bởi chuyên gia, bạn có thể biến những can thiệp của mình thành thừa thãi. Và để có thể làm được như thế, hãy khắc ghi hai điều này trong tâm trí mình. Thứ nhất là mỗi người cần phải có khả năng giao tiếp với nhau mà không cần bạn làm người trung gian. Đừng biến bản thân thành kẻ ngáng đường trong bất cứ khâu nào của quy định. Thứ hai, trách nhiệm ủy thác. Nếu bạn cho phép thì mọi người có thể giải quyết gọn gẽ nhiều thứ mà không cần trợ giúp từ bạn. Yêu cầu họ đảm nhiệm những vai trò cụ thể và tự ra lấy quyết định. Bạn sẽ bất ngờ trước sự thông minh, tinh nhanh của họ. Để tạo ra nguồn thu nhập tự động, thứ đầu tiên bạn cần là một sản phẩm. Tiếp theo là bài học số 10, tìm kiếm một sản phẩm và kiểm nghiệm về nguồn thị trường tương thích với nó. Một gợi ý đơn giản là chỉ cần bán một sản phẩm đã xuất hiện trên thị trường. Cái này thì khá dễ, thế nhưng lợi nhuận tiềm năng thì lại khá eo hẹp. Do vậy, tự tạo sản phẩm cho riêng mình thường sẽ làm nên chuyện hơn hẳn. Điều này thì dễ hơn rất nhiều so với mọi người tưởng. Chỉ cần một vài thao tác động não là có thể sản sinh ra hàng tá ý tưởng. Và trước khi bạn chọn sản phẩm và bắt đầu sản xuất nó, bạn cần biết nền tảng khách hàng tiềm năng có đủ rộng để thắng lớn hay không. Tìm ra một sản phẩm thôi là chưa đủ, bạn cũng cần cả khách hàng nữa. Để kiểm chứng thị trường, đưa sản phẩm ảo nhưng hoàn hảo nhất cho khách hàng thật. Một cách để làm điều này là tạo nên trang web giả, nhưng làm tất cả mọi thứ của một trang web thật, trừ việc sau khi bấm nút mua. Một tin nhắn báo với họ rằng sản phẩm hiện không còn trong kho. Điều này cho bạn thấy số lượng người sẵn sàng chi trả cho sản phẩm của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn thu thập hết địa chỉ email của các nhóm khách hàng này để bạn có thể thông báo với họ khi sản phẩm thật chính thức ra mắt. Một cách khác để kiểm chứng sản phẩm là tạo ra một chiến dịch quảng cáo online giả. So sánh một số quảng cáo khác nhau để xem những phiên bản cho sản phẩm của bạn mang tới phản hồi tích cực nhất và lôi kéo mọi người bấm nút mua thường xuyên nhất có thể. Tim Ferriss từng áp dụng phương pháp này để tìm ra đề xuất xuất sắc nhất cho cuốn sách của ông đánh bại các lựa chọn khác. Tuần làm việc 4 giờ chiếm được lượt yêu thích nhất. Giống như Tim Ferriss, bạn không bao giờ nên bắt đầu bán sản phẩm của mình mà không kiểm chứng xem nó có đáp ứng mong đợi của khách hàng hay không. Bất kể là sản phẩm gì bạn muốn bán, bạn nên gây ấn tượng về chữ tín trong mắt họ. Họ tin bạn thì họ mới tin sản phẩm của bạn được.
Để làm được như vậy thì chúng ta cần đến bài học số 11. Hãy trở thành một tay chuyên nghiệp, hành động kỹ tính về khách hàng của bạn. Những chức danh hàn lâm như tiến sĩ luôn là một cách tốt để khiến bản thân trông đáng tin hơn. Nhưng bạn cũng có thể chứng minh trình độ ở bề sâu của mình bằng cách viết báo về những chủ đề liên quan đến sản phẩm hoặc tổ chức những cuộc đàm thoại liên quan. Nói cách khác, nếu bạn muốn bán các sản phẩm về sức khỏe, thì hãy chắc chắn bạn là bậc thầy trong lĩnh vực này trước tiên. Thêm nữa, mọi người thường đặt niềm tin vào các công ty lớn hơn là các công ty vừa và nhỏ. Do đó, luôn cố gắng phóng đại quy mô của công ty mình một chút. Dù thật hay không, hãy cứ để lại trong lòng khách hàng ấn tượng được làm việc với một công ty nhiều nhân viên. Ví dụ, đưa ra vài địa chỉ email trên trang web của mình. Sử dụng các chức vụ nghe khá là trung lập như là quản lý, trưởng bộ phận hỗ trợ khách hàng để gây ấn tượng rằng doanh nghiệp có nhiều thứ bậc chức vụ với lượng nhân viên thật đồ sộ. Nhìn chung thì bạn nên đặt mục tiêu trở thành một tay chuyên nghiệp chắc chắn, luôn ra dáng là một người chuyên nghiệp và áp dụng tiêu chuẩn cao khi chọn khách hàng. Quy tắc 80/20 vừa dùng được cho năng suất, vừa dùng được cho khách hàng. 20% khách hàng tạo ra 80% nguồn thu và tương tự, 20% khác là nguyên nhân gây ra 80% rắc rối, phàn nàn và phiền não cho bạn không ngừng. Tìm ra ai trong nhóm khách hàng của bạn là tiềm năng cho nguồn thu và để mắt tới họ. Trong khi đó, giải tỏa bản thân khỏi những khách hàng mà đem lại ít lợi nhuận mà nhiều phiền toái. Một khi bạn đã tìm ra đúng sản phẩm, bạn vẫn cần xem xét thêm các khía cạnh khác của việc sản sinh nguồn thu tự động. Để bán được sản phẩm của mình, bạn phải hứa chắc với khách hàng của mình rằng lợi ích cho họ thật đáng đồng tiền bát gạo và phải giữ lấy lời hứa này. Chỉ khi bạn có thể tóm tắt lại những lợi ích này bằng một câu đơn giản thì hãng bắt đầu xúc tiến bán nó. Và bài học thứ 12 đó là hãy nâng cấp dịch vụ của bạn, cam kết những điều lớn lao và giữ lời. Để khách hàng mua sản phẩm một cách dễ dàng nhất có thể mà không cần phải trải qua một loạt các cân nhắc trước tiên. Nếu khách hàng càng có nhiều lựa chọn, ví dụ như là chọn màu sắc, khả năng càng cao anh ấy sẽ từ bỏ ý định mua và bước đi. Tìm đến những khách hàng có thể mang lại lợi nhuận, nghĩa là chọn một phân khúc bảo hiểm, đưa ra mức giá bảo hiểm và tạo lập một hình ảnh bảo hiểm để bạn có thể kiếm thêm lợi nhuận và từ đó xây dựng một doanh nghiệp sinh lời. Lợi nhuận từ một sản phẩm càng cao thì bạn càng ít phải bán hàng để đạt được mức thu nhập mong muốn, từ đó càng ít phải làm việc với khách hàng. Bên cạnh đó thì những ai sẵn sàng trả mức giá cao hơn thường là người có ít khả năng gây phiền hà nhất hay là phàn nàn hoặc gửi trả sản phẩm. Nếu họ mua bảo hiểm, họ không cần phải để ý tới từng đồng từng xu một, nên nếu lỡ may sản phẩm không vừa ý thì họ cũng chẳng cần phải bận tâm gửi trả chúng nữa. Bạn có thể mạo hiểm để đề xuất với những vị khách hàng này sự hoàn trả đầy đủ cùng với những khoản bồi thường thêm nếu họ muốn trả lại sản phẩm của bạn. Nếu bạn chọn đúng người, họ sẽ không tận dụng lợi thế chênh lệch của lời đề nghị này, mà thậm chí ngày càng tin tưởng bạn và sản phẩm của bạn hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, kết thúc cả hai phần về những bài học từ cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ, thì thông điệp chính của cuốn sách này đó chính là thay vì phải phục tùng công việc hành chính bản giấy chán ngắt, thì hãy gia nhập thế hệ giàu có kiểu mới, tạo nên dòng thu nhập tự động và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống mọi lúc mọi nơi. Hãy dừng ngay việc kiểm tra hòm thư vào mỗi sáng và hoàn thành những công việc quan trọng trước bữa trưa. Nếu bạn giống như những người khác, bạn sẽ thường kiểm tra mail ngay khi thức dậy. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm, bởi vì buổi sáng nên được dành cho những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngày và kiểm tra tin nhắn sẽ chỉ khiến cho các bạn chậm trễ hơn mà thôi. Tuyệt nhất là khi mọi thứ quan trọng được hoàn thành trước bữa trưa và phần còn lại của ngày sẽ là một món hỏi lớn. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ 12 bài học vàng này nhé. Đây chính là những chìa khóa để giúp các bạn mở ra những cánh cửa dẫn tới thành công và cuộc sống mà các bạn vẫn hằng mong ước đấy. Đến đây thì Bí Quyết Thành Công xin phép được kết thúc chủ đề này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.